kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, như vậy là cho đến hôm nay là đã là ngày thứ 13 khi mà Putin đã đưa quân vào xâm lược Ukraine, kể một cái đất nước độc lập có chủ quyền, làm cái hành động mà bị cả thế giới phẫn nộ và lên án. Và trong cái tinh thần như vậy thì ở Việt Nam cũng có rất nhiều những nhóm gọi là khi thì ủng một số người thì ủng hộ hành động của Putin, một số người thì ủng hộ những người dân Ukraine. Và đặc biệt là ngay cả trong cái vấn đề là nhà thái độ của nhà nước ra làm sao và thái độ của người dân như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện Việt Nam về với một cái người là ở Việt Nam. Anh là cái người mà vẫn rất quan tâm đến cái vấn đề chính trị xã hội của Việt Nam cũng như trên thế giới. Và trước hết thì mời anh Trần Minh Quốc, mời anh gửi lời chào quý vị khán thính giả thưa anh. Vâng, chào các anh Vinh, chào tất cả các quý vị khán giả. Vâng, thưa anh, có lẽ vâng, rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình chúng tôi. Thưa anh, những ngày vừa qua thì có lẽ anh biết được là cả thế giới đang còn sao động, đang còn chú ý và đã có rất nhiều biện pháp để mà trừng phạt cái hành động của Putin đã xua hàng trăm nghìn quân sang xâm lược một cái đất nước có chủ quyền. Về cái việc này thì là một người ở Việt Nam, anh nhìn thấy cái mức độ quan tâm của xã hội cũng như là những cái vấn đề liên quan thấy như thế nào trong cái đất nước mình hả anh? Thực ra thì các cái vấn đề về quan tâm về các xã hội thì trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam thì người ta cũng không đề cập đấy. Nhưng nói chung là qua các cái thông tin ấy thì cái giới cầm quyền thì họ cũng có vẻ là thiên về cái ủng hộ cái cuộc xâm lược của Nga sang Ukraine. Đấy là cái phần thứ nhất. Còn nếu mà các cái thông tin khác ấy, thì cũng chia ra làm hai loại. Cái loại thứ nhất ấy, thì người ta cũng ủng hộ cái cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân dân Ukraine và lên án Putin. Thế thì ở đây ấy, thì tại sao mà nó xảy ra cái câu chuyện như vậy? Thứ nhất là người ta ủng hộ Putin là người ta ủng hộ theo cảm tính, theo cái lịch sử quan hệ mà bị tuyên truyền. Chứ còn đâu cái trường hợp mà Nga mà tấn công Ukraine thì ở đây ta phải hiểu trên ba góc độ mà những người hiểu biết về chính trị và những người nhận thức được ấy. Thì góc độ thứ nhất là góc độ về chủ quyền, góc độ thứ hai là góc độ về hệ tư tưởng, góc độ thứ ba là cái góc độ mà sự quay lại của Mỹ và phương Tây. Thế ở cái góc độ thứ nhất ấy, thì đương nhiên là anh đem quân đi đánh theo cái hiến chương Liên Hợp Quốc, anh đem quân vào một nước khác ấy, thì là anh vi phạm chủ quyền người ta, thì anh dứt khoát là phi nghĩa rồi. Không có ai mà bác bỏ được cái câu chuyện là đấy. Pháp luật quốc tế không ai cho phép một cái anh mà như thế thì thế giới sẽ đại loạn. Đấy là cái khẳng định đầu tiên là cái cuộc tấn công của Putin là phi nghĩa. Cái vấn đề này ở đây nó vẫn liên quan đến vấn đề như thế. Dĩ nhiên là nhiều nước vẫn có thể, nước này có thể vẫn đánh nước kia. Thế nhưng mà cái sự ủng hộ mà quyết liệt của các nước phương Tây và của NATO và Mỹ là nó vẫn thể hiện đây là một cuộc chiến tranh thể. Tức là gì, người dân Ukraine vẫn được bảo vệ là vì người ta theo muốn từ bỏ các cái chế độ độc tài, các cái chế độ mà do Nga dựng lên. Thế thì những cái chế độ độc tài và tham nhũng như thế, mất tự do dân chủ như thế, thì người cái bản chất của người dân Ukraine, bản chất cái cuộc chính nghĩa đấy, nó là vấn đề ngoài cái chuyện chủ quyền, nhưng mà nó là vấn đề là nhân quyền. Thế thì cái người dân Ukraine, người ta cương quyết là người ta phải bảo vệ cái chủ quyền và cái nhân quyền người ta, và người ta hướng về cái tự do dân chủ. Nên đấy là cái xu hướng mà chúng tôi nhận định được, cả những cái người mà hiểu biết hoặc là một cái khách quan thôi thì cũng thấy rằng là đây là một, vẫn là một cái cuộc chiến tranh ý thức hệ. Và cái ý thức hệ độc tài và phi nhân tính, phi dân chủ thì đương nhiên là không được ủng hộ. Bây giờ thế giới đến cái giác cực này rồi.
Thì cái đấy là cái mà nhận định rằng là chính vì vậy mà cái cuộc chiến tranh mình mà người dân Ukraine người ta quyết tâm là người ta bảo vệ đến người cuối cùng. Thì đấy là một cái thất bại của cái anh Putin thôi, và cũng là cái sự ủng hộ của thế giới. Thì đây là một cái khẳng định một điều là cái xu thế dân chủ và xu thế tự do mà hướng về dân chủ và tự do là cái xu thế mà càng ngày nó càng sẽ làm cho các cái nước mà độc tài và các cái chế độ độc tài càng phải nhận thức rằng là nó không phải là nó cứ mãi được. Vâng. Đấy là cái phần thứ hai mà tôi muốn nói. Thì cái phần thứ ba thì là cái phần mà tại sao cái cuộc chiến tranh này thì người ta cũng nói rằng là thì chưa biết là chính nghĩa hay là phi nghĩa, mà cũng chưa biết là đấu tranh nhất thế hệ, đối đầu thế hệ như thế nào. Nhưng mà vấn đề là cuối cùng là Putin có thắng không, và Putin sẽ đi đến đâu, và cái cuộc chiến này sẽ đi đến đâu. Thì chúng ta thấy rất rõ là cái khái niệm về chiến tranh, cái khái niệm về đối đầu bây giờ nó khác. Là tại sao, nếu mà tại sao NATO không đưa quân vào Ukraine? Bởi vì cái khái niệm đây là khái niệm quyền lực mềm. Người ta vẫn cho rằng là cuối cùng một cái cuộc chiến nó kết thúc hay không, nó không phải là trên chiến trường, nó chỉ là một phần ở trên chiến trường. Cho dù là nước Ukraine có thể bị mất, có thể bị chiếm, nhưng người dân Ukraine sẽ để cho Putin và xa lầy. Và cái kết thúc của mọi vấn đề là các cái chế độ độc tài sẽ bị tiêu diệt, và thậm chí là nó không phải nổ ngay ở Ukraine, mà nó có khi nó nổ ở ngay ở trong nước Nga và trong cái nhân dân chúng Nga. Đấy, thế thì thành ra cái việc này là về cái mặt quân sự nó chỉ là một những cái yếu tố bên ngoài, nhưng cái cách thức của cái cuộc chiến này chính là những cái yếu tố bên trong, đó là cái không chịu khuất phục của nhân dân Ukraine. Và cái cuộc chiến này nó sẽ càng kéo dài thì Putin và nước Nga càng xa lầy. Và cái này nó làm thêm một cái vị rất lớn đối với thế giới. Tức là Trung Quốc cũng không thể nhìn thấy cái bài học Ukraine, cũng không thể nào mà dám độc chiếm Biển Đông, mà cũng không thể nào mà dám đánh Đài Loan. Bởi vì sao đánh Đài Loan? Thế giới người ta lại bu vào. Thế đây đây là cái câu chuyện mà tôi muốn trao đổi với anh Vinh. Vâng. À, các bạn trên... Vâng, à, thưa anh. Thưa anh, cái câu chuyện mà cái cuộc chiến thì đang diễn ra. À, và ai cũng nghĩ rằng là cuộc chiến này với cái thế, với cái lực, với cái sức mạnh về quân sự của một cái cường quốc như là Nga, rồi nó được tích lũy bao nhiêu năm nay, rồi từ cái thời Liên Xô, rồi để lại cho Nga thừa hưởng cái đó, với lại cái tính bản tính hung hăng của Putin những năm gần đây, từ cái khi mà với những lời tuyên bố của Putin một cách rất ngạo mạn, cái khi mà khởi động cuộc chiến, mặc dù là trước đó là che giấu rằng là nói rằng là chúng tôi không có chiến tranh, không có cái cuộc chiến xâm lược nó kia, mà khi mà cả thế giới cảnh báo thì Putin vẫn leo lẻo chửi như vậy. Nhưng khi mà ngày 24 tháng 2 đưa quân ra để mà xâm lược ở Ukraine thì Putin lúc đó giở cái giọng đe dọa cả thế giới là nếu như ai can thiệp thì phải chịu những cái hậu quả là hết sức nghiêm trọng và đó kia. Thì thưa anh nghĩ như thế nào cái khi mà một cái quốc gia như Ukraine nhỏ bé như vậy, và khi mà Putin phát động chiến tranh thì người ta nghĩ rằng là có thể là Ukraine sẽ bị đè bẹp trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cho đến nay thì cái số thời gian đó nó đã đến ngày thứ 14. Có nghĩa rằng là nó đã gấp 4 lần, gấp 3, gấp 4 lần cái khoảng thời gian, gấp 4, gấp 5 lần cái khoảng thời gian mà Putin đã dự tính. Nhưng mà cho đến nay thì cái cuộc chiến vẫn còn dằng dai, và cái sự thiệt hại của Putin ngày càng lớn. Đồng thời nữa là Putin đang đứng trước một cái nguy cơ rất lớn là cái sụp đổ nền kinh tế Nga, và ngay trong lòng nội bộ nước Nga thì những cái cuộc phản đối ở hàng trăm thành phố đã nổ ra. À, vậy thì thưa anh nghĩ như thế nào về một cái Putin, cái khi mà nói như anh lúc nãy là đấy cuộc chiến về ý thức hệ. Cuộc chiến về ý thức hệ nó dai dẳng từ thời kỳ chiến tranh lạnh, từ thời kỳ mà kể cả từ thời kỳ chiến tranh Việt Nam cho đến bây giờ. Và người ta cứ nghĩ là nó đã kết thúc, nhưng mà cho đến nay thì cái cuộc chiến tranh nó vẫn cứ tiếp tục. Nó tiếp tục ở một cái điểm, chẳng hạn như chúng ta thấy là khi mà Putin đưa quân vào ở Ukraine thì có hai cái luồng thông tin, một bên thì ủng hộ rất là ghê gớm và một bên thì lại là coi như là rất phản đối Putin là ghê gớm. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều này rất rõ thưa anh, đó là cái việc mà khi mà Putin xua quân vào Ukraine thì người ta cho rằng là đây là hành động xâm lược, nhưng Việt Nam, báo chí Việt Nam cho rằng lại theo cái lời của Putin gọi đây là cái cuộc gọi là đến giữ gìn hòa bình trước đó khi đưa quân vào Donetsk, rồi sau đó thì gọi là một chiến dịch đặc biệt, và cho đến nay thì Việt Nam vẫn gọi là một chiến dịch gọi là quân sự đặc biệt mà không gọi là bản chất nó là cuộc xâm lược. Theo anh
thì rất nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa khái niệm như thế nào là xâm lược. Chẳng hạn như là trước đây họ bảo rằng là đế quốc Mỹ là xâm lược Việt Nam, rồi là nói rằng là Pháp xâm lược Việt Nam, Mỹ xâm lược Việt Nam, rồi là xâm lược chỗ nọ chỗ kia. Nhưng mà họ lại quên đi cái khái niệm xâm lược gì. Bởi vì theo cái định nghĩa thì xâm lược là hành động mà đưa quân đến một cái nơi có chủ quyền mà không được chủ nhà đồng ý thì gọi là xâm lược. Vậy thì cái hành động Putin đưa sang Ukraine này thì theo anh đã hành động đó là xâm lược hay là gìn giữ hòa bình hay là gọi là chiến dịch đặc biệt theo Putin, thì anh nghĩ là theo nghĩa nào thì đúng rồi? Vấn đề ở đây ấy, thì là tôi nghĩ này anh chị ạ. Thứ nhất là vấn đề ở đây là cái tuyên truyền và cái nhận thức của Việt Nam, của người dân ở trong nước ấy, thì từ xưa đến nay không ai người ta nói được cái chuyện nhân quyền, dân chủ, tự do, mà người ta hay nói đến cái vấn đề chủ quyền. Đấy. Thì chính vì cái vấn đề đấy thì khi mà Nga đem quân đánh Ukraine thì cái người Việt Nam ấy bị nhận thức rằng là Nga là bị đe dọa về mặt chủ quyền, phương Tây áp sát Nga. Đấy. Áp sát Ukraine tức là Nga bị đe dọa. Thì Nga bị đe dọa thì Nga vì vấn đề chủ quyền thì Nga sẽ phải đánh lại Ukraine và có tính chất dằn mặt phương Tây. Đấy, cái gốc người ta nhận thức chỉ ở cái góc độ đó. Đấy, người ta chỉ góc độ là à, tôi bị đe dọa thì tôi phải đánh trước anh. Tức là cái gọi là từ xưa đến nay á, tức là những cái người mà độc tài á, thì người ta tuyên truyền rất là mạnh về cái vấn đề chủ quyền. Thế nhưng mà thực ra cái anh Putin này á, là anh ấy đưa ra cái lý lẽ đấy, nhưng mà thực ra bản thân cái lý lẽ đấy, nhưng mà về lịch sử á, hay là về hiện trạng á, thì ông Ukraine này ông không hề có cái đủ cái những cái năng lực, và bản thân là trong cái hiện trạng ấy thì cũng không có cái gì để chứng minh là ông Ukraine là ông ấy. Thứ nhất là ông Ukraine là ông ấy đề nghị ông gia nhập NATO. Này ông đề nghị ông ấy gia nhập EU. Thực ra vấn đề gia nhập NATO, gia nhập EU ấy, là những cái vấn đề nó cũng chưa rõ ràng. Mà EU ấy, gia nhập EU thì là bình thường, mà cũng đấy là cái quyền của người ta. Không ai có cấm một cái dân tộc hay là một cái đất nước nào tham gia vào một cái quyền như vậy. Mà cái tư tưởng ở Việt Nam ấy, tức là anh phải tham gia một cái gì, anh phải xin phép, anh phải tham gia thì anh phải hỏi tôi. Tức nó không có tự do trong cả một cái dân tộc của người ta. Tức cái quyền tự quyết của một cái dân tộc nó không có. Giả dụ rằng là nó có gây cho anh một cái bằng chứng, hoặc là cái anh phải chứng minh được. Mà chứng minh được thì không có một cái chuyện là tôi nghi anh mà tôi đánh anh được. Đấy. Vấn đề là như thế. Cái thứ hai nó còn có quốc tế. Anh còn tham gia Liên Hợp Quốc, nó còn các cái dư luận quốc tế nữa. Không phải một mình anh có thể đơn phương làm cái việc đấy. Thì chính vì cái vấn đề là người ta nhận thức ấy, là Nga bị đe dọa chủ quyền. Đấy là cái mà người ta nhận thức về cái cuộc chiến của Putin. Vâng. Mà người ta có sai lầm cái đó. Vâng. Cái thứ hai là về, mà như tôi nói vừa nãy á, là cái vấn đề là người ta không nghĩ rằng cái cuộc đấu tranh của nhân dân Ukraine ngoài vấn đề chủ quyền là người ta vấn đề là nhân quyền, tự do và dân chủ. Đấy, cái đấy mới là cái chốt. Nếu mà người dân nước nào ấy cũng nghĩ rằng là cái chính phủ á, mà đứng ra để bảo vệ, không những bảo vệ đất đai nhưng còn phải bảo vệ cái quyền sống, quyền tự do, quyền dân chủ của người dân ấy, thì đấy mới là cái đất nước có tương lai. Chứ còn nếu mà chỉ bàn về vấn đề là ai đánh ai thì cái câu chuyện này trên thế giới ta không bao giờ kết thúc được. Mà vấn đề là người Ukraine đứng lên để làm cái gì? Chúng ta ủng hộ người Ukraine vì bản chất của người Ukraine là người ta hướng về tự do dân chủ. Và chính phủ Ukraine chống lại chính phủ Nga là vì quyền lợi của dân tộc người ta, quyền lợi của nhân dân người ta. Người ta hướng theo cái văn minh của thế giới. Đấy là cái quan trọng nhất mà trong nhận thức. Xin cảm ơn anh Đinh. Vâng, thưa anh, điều anh nói chúng tôi thấy rất là đúng và rất là tâm đắc. Ở cái chỗ là chúng ta thấy một cái điều, anh cũng thấy một cái điều là những cái năm tháng vừa qua, kể từ 22 năm từ khi Putin lên cầm quyền ở nước Nga, hết vai trò là tổng thống để lùi lại làm thủ tướng, rồi lại nhảy ra làm tổng thống, rồi cứ cái độc diễn cái sân khấu chính trị của Nga như vậy. Và ít nhất là còn 5 cuộc can thiệp quân sự của Putin ra nước ngoài, hết Syria rồi đến Kazakhstan, rồi rất nhiều những cái cuộc xung quanh, kể cả những cái cuộc xâm lược với xung quanh như là Georgia,
và rất nhiều những nơi như vậy, thì người ta thấy một cái điều là hầu hết những cuộc can thiệp của Putin và những cái chính phủ thiên Putin đều là những cái chính phủ độc tài. Nào là Lukashenko ở Belarus hiện nay chẳng hạn, hoặc là những cái nhân vật khác, hoặc là kể cả cái tổng thống Ukraine trước đây mà sau đã phải bỏ chạy sang là lẩn trốn ở Nga, những cái người bị người dân lật đổ như vậy. Thì chúng ta thấy một cái điều rõ ràng là Putin đang ủng hộ những cái chế độ phi dân chủ, những chế độ độc tài. Và người dân, cái điều mà anh nói vừa nói rất là rõ, tức là người dân Ukraine họ đã tự chọn cho mình một cái chế độ của họ, một cái chế độ độc lập và cái quyền, chính là quyền con người, quyền tự do dân chủ. Vậy thì thưa anh, những cái người dân mà những người Việt Nam ở Việt Nam, họ chẳng nhẽ họ không biết rằng là cái quyền tự do dân chủ là cái điều rất quan trọng và rất là cần thiết đối với mỗi con người, hay là anh nghĩ rằng là họ bị thần tượng bởi Lenin về một cái hình ông hào nhoáng bên ngoài, hoặc vì một cái gì mà có những người trở nên một cách gọi là cuồng tín với Lenin với Putin như vậy, thì anh nghĩ là nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? Cái vấn đề này chúng ta phải nghĩ sâu sắc của nó là cái vấn đề về giáo dục và tuyên truyền. Một cái giáo dục và một cái tuyên truyền nó quá lâu dài, nó ảnh hưởng, và cái giáo dục tuyên truyền ấy nó ngấm vào người dân ấy, không những là dẫm vào tư tưởng mà nó ngấm vào cái cuộc sống của người dân, liên quan đến cơm áo gạo tiền và liên quan đến các cái vấn đề con người. Thành ra gì, người ta có thể là người ta cái nhận thức của người ta cũng chưa hết được, nhưng cái đáng sợ hơn là người ta không dám nói ra, và người ta có nói ra thì người ta cũng không thể nào mà đủ thông tin để người ta nói ra. Đấy, đấy là cái câu chuyện ở Việt Nam này là nó rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp. Thưa anh. Biết mà không nói được. Vâng. Mà nói mà cũng không nói đúng được. Vâng. Mà nói đúng thì cũng không dám nói. Đấy là những cái câu chuyện của Việt Nam. Nó là nguyên nhân của cái truyền thông, cái giáo dục. Vâng. Đấy, đấy nó là cái góc. Thành ra không thay đổi được ngày 1, ngày 2 được. Đấy, đấy ta phải thẳng thắn như thế. Vâng. Bởi vì nó không phải là một cái câu chuyện thời sự nó xảy ra, người ta có cái quyền cất lên tiếng nói thì người ta sẽ nói đầy đủ hơn bao nhiêu năm rồi. Thế đây nó khó. Dạ. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong cái xu thế mà mình trao đổi như thế này thì cũng rất là nhiều những cái thông tin, thì mình thấy là cái giới trí thức và cái người mà am hiểu về chính trị cũng vẫn là họ vẫn đang có những cái suy nghĩ và họ vẫn đang làm những cái việc mà nó rất là nhiệt tình ấy, mà tôi nghĩ rằng là nó cũng là miệt mài và cũng rất là có ý nghĩa. Dạ. À, thưa anh, như vậy nó xảy ra một cái tình trạng là như anh vừa nói, thì chúng ta thấy một cái tình trạng ở Việt Nam rõ ràng là người dân đã bị một cái sự chèn ép, một cái sự nhiều khi rất là đàn áp những cái người có cái tiếng nói một cách công khai rõ ràng, rồi chính vì vậy mà để cho họ có những cái đến mức độ họ có cái thái độ bị tự kiểm duyệt mình, chứ không cần phải nhà nước, phải cơ quan gì, mà ngay cả bản thân mỗi cá nhân tự kiểm duyệt, tự phải chặn lại, không mình không nói cái nọ, không nói cái kia. Đấy là một phần. Phần thứ hai nữa là có một số người thì có thể là người ta suy nghĩ một đằng, nhưng mà với cái khi mà nói công khai thì người ta phải nói ra một cách khác, là bởi vì người ta sợ hãi. Thường ngay cả trong những cái thông tin chính thức thì có thể tôi nghĩ là như thế này, có thể là trong các cái tờ báo, các cái tòa soạn báo chí, các quan chức, thì bản thân họ cũng nghĩ rằng biết rõ ràng cái cuộc xâm lược của Putin là một cái cuộc xâm lược trắng trợn đối với Ukraine, và tự bản thân họ cũng biết điều đấy. Nhưng khi họ viết lên trên mặt báo, hoặc là nói chuyện, hoặc là tuyên truyền, thì họ vẫn phải nói ngược lại, phải ủng hộ Putin bởi vì cái ý thức hệ. Anh cũng nghĩ rằng là cái thái độ đấy chính là cái ngụy, là ngụy chỗ đấy không anh? Người ta nghĩ một đằng nó nẻo đó là ngụy, và người ta nghĩ đằng này nói đằng kia là ngụy, và nghĩ mà không nói ra hoặc nói ngược lại thì đấy gọi là ngụy. Thì đó rõ ràng là cái sự kiểm duyệt đó là tạo ra một cái chuyện là ngụy. Dân thì như vậy, nhưng mà còn chính phủ thì anh nghĩ là vì sao mà cái chính phủ Việt Nam mà họ lại liên tục cho đến nay họ vẫn cứ kiên quyết là bám vào Nga, hoặc là như thế, thì vấn đề ở đó là do cái lợi ích chính trị, hay là do cái mối quan hệ hữu nghị, rồi là hay do cái điều gì mà cho đến nay cả hệ tuyên giáo Việt Nam vẫn là bên Nga chăm chạp trong cái cuộc xâm lược này? Và đến anh thì anh nghĩ rằng là cái việc này có lý do nguồn cơn từ đâu thưa anh? Cái nguồn cơn là người ta không có thay đổi cái gì cả. Không có thay đổi thì tại sao người ta không có thay đổi? Người ta không có thay đổi là bởi vì cái quyền lợi nó vẫn còn, mà thay đổi thì mất quyền lợi. Đấy là cái chỗ. Chứ còn đúng hay sai thì người ta cũng biết cả. Đấy. Thế thì bây giờ đã gọi là cái cuộc đối đầu ý thức hệ, mà người ta
cái ý thức hệ này đem lại quyền lợi cho người ta. Thế thì khi mà người đem lại quyền lợi cho người ta thì dứt khoát là người ta phải ủng hộ Nga và Trung Quốc, bởi vì những người cùng ý thức hệ nhau mà lại là hai nước lớn nữa, người ta bấu víu vào đấy để tồn tại, để tồn tại cái chính thể của người ta, cái chính thể mà đem lại cái lợi lộc cho người ta. Đây là cái gốc của quyền lợi. Cái gốc, từ cái gốc quyền lợi thì đương nhiên là anh phải bảo vệ quyền lực. Mà quyền lực mà tự anh cầm đấy, anh không muốn chia sẻ cho người khác, thì đấy là độc tài. Thế thì cái đấy là gì? Nó từ những cái quyền lợi đấy thì đương nhiên là người ta phải có những cái chính sách, người ta phải có những cái sách lược, dù là như thế này, dù là như thế khác, để cho người ta thực hiện được cái chính sách đấy. Cái chuyện, câu chuyện mà bỏ phiếu trắng thì hoàn toàn là đúng đấy. Nhiều người cứ bình luận là tại sao Việt Nam bỏ phiếu trắng, nhưng Việt Nam bây giờ mà lại bỏ phiếu chống Nga thì có mà chúng ta lại chả phải ngồi nói chuyện với nhau. Câu chuyện này nếu mà thì chúng ta lại không phải ngồi với nhau, bởi vì lúc ấy cái tiếng nói nó dân chủ rồi, mọi người được bàn luận rồi, thì không phải có những cái cuộc phỏng vấn chúng ta phải phỏng vấn nhau thế này. Nghe dân nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách tự do nó sẽ đủ hết, chúng ta không cần phải bàn. Vâng. Chắc chắn là phiếu trắng. Thế còn nếu mà phiếu trống, phiếu trống thì ông đi trong một nước có chủ quyền cũng không được đấy. Vâng. Thì ông chơi con bà con dao hay nữa đấy. Không phải chơi cái vàng ngoài hai mặt thì cũng phải thế thôi. Thưa anh, cái vấn đề này là một cái vấn đề chúng ta sẽ bàn phần 2. Tại sao là phiếu trắng nó nguy cơ, nó nguy hiểm như thế nào và có lợi gì? Nhưng mà cái vấn đề ở đây thì chúng ta thiếu một cái điều như thế này thưa anh. Mặc dù những cái định nghĩa một cái rõ ràng, và chính cái đại sứ của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trong bài phát biểu cũng lên án cái vấn đề là về chủ quyền của một đất nước rồi về của một dân tộc khác, nhưng mà ngược trở lại thì cái lời nói là như vậy, lời nói thì rõ ràng lên án cái sự độc tài, cái sự là chiếm đoạt lãnh thổ người khác nó kia rất là ghê gớm, nhưng khi bỏ phiếu thì vẫn cứ bỏ phiếu trắng. Anh có nghĩ là ngay cả trong cái hành động của đại sứ Giang và cái lời nói đại sứ Giang thì nó đã có cái sự ngụy trong đấy rồi không? Tức là nó đi ngược chiều lẫn nhau, anh có nghĩ điều đấy không thầy? Tôi nghĩ rằng là trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc, người ta về mặt chính trị thì người ta thường thường người ta lấy cái câu chuyện mà nguyên tắc nguyên lý, bởi vì cái mà ông Giang ông ấy đọc của Liên Hợp Quốc ấy, thì đây ông ấy đọc là từ các cái quy định ở trong cái hiến chương của Liên Hợp Quốc thôi. Ông ấy đọc bài bản đấy thôi. Câu ấy là nó là một cái câu trích dẫn đấy. Nhưng nó không thể hiện được một cái quan điểm của người nào cả, bởi vì đây anh đọc luật mà. Anh đọc nó nguyên tắc. Thế nhưng mà đến cái mà khi anh bỏ phiếu ấy thì mới là đánh giá là cái thái độ thật của anh. Thế cái thái độ thật của anh rõ ràng là gì? Anh bỏ phiếu trắng. Thế thì cái phiếu trắng này thì nó đúng hơn là nếu mà người ta nói là cái phiếu trắng ấy là cái phiếu của cái anh mà từ xưa đến nó làm cái trong cái nguyên tắc trong ngoại giao của người Việt Nam rồi, trong cái ứng xử chính sách của Việt Nam rồi. Tức là gì thì anh bị lươn lẹo, anh bị phải lấy cái gì có lợi. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì đấy là một cái đất nước mà nó không có những cái nhất quán trong cái cuộc đường lối ấy, mà anh cứ phải đung đưa thì anh không có bạn. Đấy, nó trong cuộc sống nó cũng vậy thôi. À, từ cá nhân rồi đến xã hội rồi đến quốc gia thì tất cả mọi vấn đề là những cái anh mà không có đường lối, không nhất quán đường lối. Mà cái đường lối đó là gì? Đường lối ấy, anh phải đi theo cái xu hướng của loài người, của phát triển trong văn minh thôi. Còn đâu anh cứ loanh quanh luẩn quẩn trong cái quyền với cái lợi thì đương nhiên là bỏ cái phiếu trắng này là cái phiếu độc hại thôi. Cái độc hại này không phải là độc hại cho Ukraine hay cho Nga, vấn đề độc hại cho anh. Độc hại cho anh. Vâng. Trong anh không sẽ không đi được với hội nhập được. Anh cứ nói anh hội nhập nhưng mà với cái như thế này là anh không hội nhập được. Vâng. Thưa anh. Cái nguy hiểm nhất là anh sẽ không hội nhập được. Dạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta đang nói chuyện ở trên đường dây với kỹ sư Trần Minh Quốc. Và thưa anh, anh vừa nói về cái câu chuyện rằng là cái quyền lợi, cái vấn đề khi mà người dân, đa số người dân thì đều là ủng hộ một cái chính phủ Ukraine, một cái tổng thống Ukraine cũng như người dân Ukraine trước cái cuộc xâm lăng của Putin, của nước Nga.
Và có lẽ chúng ta quan sát trên mạng xã hội thì chúng ta cũng thấy rất rõ ràng, thậm chí là các tổ chức xã hội dân sự còn đến tận Đại sứ quán Ukraine để mà chia sẻ với họ, rồi là cùng quyên góp, cùng giúp đỡ những cái người dân Ukraine. Điều đó chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nói về cái truyền thống lịch sử thì rõ ràng là giữa Nga và Ukraine thì cả hai bên đều có một cái mối quan hệ với Việt Nam là từ xưa đến nay, gọi là kể cả từ cái thời mà đang còn là Cộng sản, đang còn là Liên Xô cho đến tận ngày nay, đến tận sau này. Không phải chỉ có với Nga thì Việt Nam mới có một cái mối quan hệ là tốt đối với về mặt nhà nước, mà ngay cả đối với Ukraine cũng vậy. Vậy thế nhưng mà trong cái cuộc chiến này thì Việt Nam về cái phương diện họ muốn tỏ ra trung lập và nói như là cái đại biện lâm thời của Ukraine tại Việt Nam, thì bà ta nói rằng là có thể là Việt Nam có thể hiện sự trung lập, nhưng mà trong trường hợp này thì không thể trung lập được. Cũng như là một cái vị Hồng Y ở Philippines có nói rằng là trong trường hợp có áp bức mà chúng ta im lặng không lên tiếng thì rõ ràng chúng ta đã đứng về cái phía áp bức. Và trong cái chương phần một chúng ta đã nói về cái phần là như vậy là do quyền lợi. Người ta đã phân tích lại thế này, thưa anh, cái quyền lợi của Việt Nam là ở chỗ nào khi bám vào ở chỗ Liên bang Nga? Thì như anh nói rằng đó trước hết là ý thức hệ, chúng ta thấy điều đó khá rõ. Ý thức hệ là ở chỗ là cái chế độ độc tài của Putin cũng dần dần chuyên quyền độc tài chuyển biến thành một cái chế độ bắt đầu là tiêu diệt các cái phản biện, rồi đối lập, rồi là kiểm soát báo chí, rồi cũng trở làm cái chế độ độc tài. Thì Việt Nam cũng bám theo đó, đó là một phần. Phần thứ hai nữa là chúng ta lại nói rằng là hầu hết các cái loại vũ khí, mặc dù là làm ăn thì có lẽ Việt Nam với Mỹ bây giờ là làm ăn là nhiều nhất, tức là trao đổi về kim ngạch, về kinh tế giữa hai bên, buôn bán thương mại hai bên thì rất là lớn, nhưng mà được bao nhiêu tiền thì chạy sang mua vũ khí của Nga. Trước đây thì tôi có một cái quan niệm rằng tôi nghĩ rằng là có lẽ là bởi vì Hoa Kỳ khó khăn trong cái vấn đề mà buôn bán vũ khí cho Việt Nam, cho nên là Việt Nam phải chạy sang mua vũ khí của Nga. Nhưng mà gần đây thì tìm hiểu thì tôi mới thấy rằng là vấn đề không phải như vậy, mà vấn đề ở chỗ là người ta bảo là những cái hợp đồng béo bở đối với Nga đằng sau đó thì đều có theo cái các cái chế độ độc tài, thì vẫn có là cái quyền lợi của cá nhân từng người, tức là lại quả, tức là những cái phần đằng sau rồi chống phẩy, rất rất nhiều những cái thứ đi theo đó nữa, và cái điều đó không ai biết. Cho nên làm ăn với Liên Xô với các chế độ độc tài là cái chế độ mà người ta gọi là lành nhất và an toàn nhất. Anh có nghĩ rằng là ở đó cũng là một cái phần mà quyết định lên một cái gọi là cái quyền lợi cá nhân đó, nó đã chi phối rất nhiều những cái vấn đề chung của cả đất nước, cái quan hệ giữa hai nước. Anh có nghĩ vậy không thầy? Thực ra thì cái đấy nó chỉ là những cái kết quả, cái chuyện mua vũ khí của Nga hay là có những cái quan hệ kinh tế đối với Nga thì nó cũng chỉ là cái kết quả của cái đường lối thôi. Khi cái đường lối của anh mà anh phụ thuộc người ta, phụ thuộc đây là phụ thuộc về mặt chính trị, là cái nguy hiểm. Tức là gì? Phụ thuộc vào cái chính trị, lấy cái chính trị, lấy cái quyền lực của cái nhóm mà lợi ích. Mà lợi ích này là lợi ích của ý thức hệ xuyên quốc gia đấy. Nó họ bảo vệ lẫn nhau. Thì tất nhiên là những cái việc mà họ mua vũ khí của nhau rồi là sử dụng các cái quan hệ mà bảo vệ lẫn nhau, thì họ sẽ tin cậy nhau hơn. Nói thế họ cũng tin cậy nhau hơn. Bởi vì sao là gì? Cái thứ hai là gì? Cũng phải hiểu rằng là muốn mua vũ khí của Mỹ nó cũng không dễ. Bởi vì sao? Nếu mà anh mà đem cái... Không ai người ta giao vũ khí cho một cái anh giết người. Đấy là một trong những nguyên tắc. Hoặc là còn cho những cái tội phạm cả. Anh ra thì chúng ta đừng có đọc cái câu chuyện là tại sao phải mua vũ khí của Mỹ. Mà không mua vũ khí của Mỹ mà vũ khí của Nga. Chưa chắc Mỹ người ta đã bán mình. Bán cho những cái kẻ mà tội phạm đấy. Cái thứ hai là còn về cái chuyện tham nhũng ấy, mua vũ khí để tham nhũng, cái chuyện tham nhũng ở Việt Nam thì ta không phải bàn nữa, bởi vì nó hiển nhiên rồi, cái gì nó cũng thành tiền cả, đúng không anh Vinh? Vâng. Thì ta lại đặt cái vấn đề đấy. Thưa anh. Thưa anh, chúng ta vừa nói về là vấn đề là chỗ cái ý thức chính trị mà nó dẫn đến những cái vấn đề về quan hệ, vấn đề hành động và vấn đề những cái hệ lụy đằng sau. Cái điều chúng ta thấy một cái điều như thế này, thưa anh. Khi mà một cái quốc gia độc lập có chủ quyền bị một cái quốc gia khác bên cạnh, hoặc ở xa ở gần không nói, mà ở bên cạnh với bất cứ lý do gì mà đưa quân đến xâm lược một cách trắng trợn bằng vũ lực, mà khi mà những cái đất nước khác, cả thế giới đang đứng về cái phía cái người bị xâm lược, riêng Việt Nam thì đứng bỏ phiếu trắng, và đồng thời bây giờ trên hệ thống báo chí lại hùa với cái đám xâm lược, trong khi đó
Chúng ta biết rằng là trong cái cuộc cái Việt Nam, cái tình thế của cái đất nước Việt Nam, rất nhiều người rất quan tâm là cái tình thế Việt Nam hiện nay cũng ở bên một cái thằng khổng lồ cũng đầy tham vọng như là thằng như là Ukraine, tức là đang ở bên Liên Xô. Việt Nam đối diện với Trung Quốc cũng như vậy, cũng ngày đêm là coi như vấn đề như thế, và chủ quyền vẫn liên tục bị đe dọa, bị xâm lược. Và chúng ta biết một cái điều rất rõ ràng là, thưa anh, nếu như ai mà chú ý thì chúng ta sẽ biết được cái điều rằng là cái khi mà Trung Quốc và Việt Nam căng thẳng trên Biển Đông thì Liên Xô, thì Nga là cái nước Putin là cái nước mà ủng hộ Trung Quốc cái vấn đề về Biển Đông, tức là ủng hộ quan điểm Trung Quốc, quan điểm xâm lược Trung Quốc Biển Đông. Còn Ukraine thì lại ủng hộ Việt Nam chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Vậy nhưng mà Việt Nam bây giờ, cái nhà cầm quyền Việt Nam đang quay trở lại không ủng hộ Ukraine, lại ủng hộ Nga. Anh có nghĩ điều đó đã đi lại ngược lại cái lợi ích của dân tộc không? Thực ra thì ngay từ đầu tôi nói là nếu mà lợi ích dân tộc ấy, nó không phải là vấn đề đơn thuần, nó chỉ là vấn đề chủ quyền. Ta có phải nhắc đi nhắc lại. Nếu mà về lợi ích dân tộc ấy là người ta phải, ta vì nhân dân, vì dân tộc ấy là người ta phải làm cho dân người ta được tự do, dân người ta được dân chủ, dân người ta phải có nhân quyền. À, thì nếu mà chỉ cần như thế thì người ta sẽ tìm được đến cái đối tác, và người ta đi theo cái đường lối nào, cái sách lược nào thì người ta rất là rõ ràng. Đài Loan là một điển hình, Ukraine là một điển hình. Đài Loan người ta rất khoát không về với Trung Quốc, bởi vì với Trung Quốc là về với độc tài, về Trung Quốc là mất tự do, mất dân chủ. Đài Loan đã ký mà. Đấy, thì vấn đề là ở cái chỗ đấy. Thế thì ra còn nếu mà bây giờ mà ta cứ bàn cái câu chuyện là tại sao như vậy, là bởi vì tôi nói là từ đầu đến cuối là cái người ta chỉ nhìn thấy cái quyền lợi. À, và cái quyền lực thì rất là không bao giờ chúng ta có thể giải thích được cái quan hệ của người ta. Vì cái quan hệ đấy là cái quan hệ mà là để đạt được cái mục đích của người ta, thì đương nhiên người ta phải bám vào cái anh Trung Quốc và cái Nga. Thế nhưng mà đây ta phải hiểu là như thế này, hiểu một cái rất rõ, cũng có một cái này. Tức là bản thân là cái đánh giá tình hình, ngoài cái chuyện mà ta nói chuyện đấy, thế nhưng bây giờ thì người ta cứ bảo là người ta ngoại giao cây tre. Thì ngoại giao cây tre có nghĩa là người ta phải biết đung đưa, nó phải đúng. Thì mình yếu, phải nói là mình là một nước yếu, cái bên cạnh một nước Trung Quốc. Thế thì vấn đề là nếu mà vì đất nước thì người ta, dân tộc thì người ta, và nhân dân thì người ta sẽ có đối sách của người ta. Chứ còn đâu nếu mà người ta chỉ cứ loanh quanh là làm sao là tồn tại được. À, cái chính thể của người ta thì đương nhiên là người ta phải lượn theo Trung Quốc thôi, bởi vì sao, để tránh chiến tranh. Thế còn đâu thì cơm áo hòa bình ấm no thì hạnh phúc gì, như cái câu chuyện nó xa xôi đối với cái thời điểm này. Đúng. Thời điểm này. Đúng. Thưa anh, nó có một cái vấn đề là như thế này, thưa anh, có thể là nói như Nguyễn Chí Vịnh ấy. Nguyễn Chí Vịnh hôm qua có cái bài phát biểu trên báo Tuổi Trẻ rằng là các bạn cũng phải khuyên với các bạn Ukraine và cũng phải rút kinh nghiệm là lấy đất nước mình để làm cái bàn cho những cái đất nước lớn, để cho các thế lực khác đánh nhau, để thí nghiệm trên đó tất cả những thứ đó. Có lẽ là tôi nghĩ rằng là có lẽ Nguyễn Chí Vịnh đang nói về cái bài học của Việt Nam đã từng làm cái chiến trường cho các cái thế lực khác, là như trong cái cuộc từ năm 1956 mấy cho đến 1975. Tức là cái chiến trường Việt Nam là cái nơi diễn của cả hai cái phe cộng sản và cái phe tư bản đang diễn trong cái cuộc chiến như vậy. Và Nguyễn Chí Vịnh muốn lấy đó để làm một cái. Nhưng ngược trở lại, thưa anh, cái điều đó nó có một cái mâu thuẫn ở chỗ, tức là Nguyễn Chí Vịnh khuyên Ukraine mình là nước nhỏ bên cạnh nước lớn, rồi là không nên đương đầu, rồi không nên thế đó thế trai, gần như là một cái kiểu cái giọng anh cả để mà khuyên cái đất nước Ukraine và khuyên cái người dân Ukraine. Nhưng mà thưa anh, người ta thấy một cái điều là một cái đất nước vô rất nhỏ bé so với Việt Nam, tức là chẳng hạn như là Đài Loan, nó chỉ có 24 triệu dân thôi, chỉ bằng 1/4 ở Việt Nam. Vậy nhưng mà họ vẫn kiên cường dũng cảm bên một cái đất nước vĩ đại khổng lồ là Trung Hoa Đại Lục. Vậy thì đâu có phải là vì như thế mà họ là cây tre hay là cây cỏ hay là cây dây leo mà họ phải uốn rồi phải đấy. Anh có nghĩ như vậy không? Mà tôi nghĩ rằng là cũng là người Hán cả, cũng là cái người Trung Hoa cả, cũng là cái một dân tộc cả. Thế nhưng mà chỉ có mỗi khác nhau về cái thể chế chính trị, thì lập tức người dân Đài Loan khác hẳn người dân trong ở lục địa, và cái chính phủ Đài Loan khác hẳn, cái vị thế của Đài Loan khác hẳn. Anh có nghĩ rằng đó là cái cơ bản mà lẽ ra mỗi người dân đều phải nhìn thấy không thưa anh?
Đúng đúng vậy. Bởi vì sao này này này, nghĩ cho cùng ra thì đất nước mà không không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền ấy, thì đương nhiên là gì, mọi người người ta không không có ai muốn làm ăn cái gì cả, lệ thuộc ấy, lừa đảo nhau ấy thôi. Thế thì cái câu chuyện này là cái không không thể nào mà nói là tại sao chúng ta phải thế này tại khác, tại sao chúng ta phải bên cạnh nước lớn. Tôi nói là rồi chúng ta phải 3-0, 4-0, những cái câu chuyện về rồi là ngoại giao của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng đây là chỉ là những cái câu chuyện lớn lẹo thôi, nó không phải là cái câu chuyện mà bản chất là của người của một cái dân tộc mà người ta hướng tới cái tự do và người ta phải hy sinh cho cái tự do đó. Mà lịch sử Việt Nam này thì hy sinh nhiều chứ, hy sinh nhiều, mất mát nhiều, mà muốn tránh chiến tranh không tránh được. Anh cạnh Trung Quốc anh không có tránh được, bởi vì sao, khi mà đến thời điểm nào đó thì cái người Việt Nam người ta lại phải đứng đây. Đấy, không tránh được. Thế thì chỉ có cái là bây giờ trong cái xu thế của nhân loại ấy, xu thế của loài người ấy, thì anh phải đi theo cái xu thế đó. Bà học Ukraine, bà học Đài Loan đã được thế giới ủng hộ, để được cái xu thế dân chủ, xu thế của các nước người ta ủng hộ thì anh mới bảo vệ được. Chứ còn anh không thể nào mà anh cứ lay lắt nó cho anh lay lắt luôn, chả nước nào nó quan tâm cả. Thì cứ tự trong nhà mà xào nấu với nhau rồi là cứ ông nào thịt được ông nào là thịt thôi. Một cái dân tộc nó mất cái ý chí rồi, Đã. à, nó mất ý chí rồi, nó bị những cái đè nén rồi, nó mất ý chí rồi. Thế thì người ta nhìn lên góc độ là người ta nhìn góc độ là người ta giữ cái chính thể đấy và người ta khuyên người dân và người ta bảo là chúng ta không cần chiến tranh, chúng ta sợ chiến tranh và chúng ta không nên có chiến tranh. Nhưng mà chiến tranh không phải là do lãnh đạo, hay là chiến tranh không phải do người dân, mà chiến tranh là do những cái thế lực bên ngoài. Mà những cái thế lực bên ngoài đấy họ có đem lại cho mình không, mình phải đánh giá được cái kẻ thù của chúng ta. Cái kẻ thù của chúng ta đấy, cái kẻ thù bây giờ của chúng ta mà mãi mãi được của chúng ta, tức là Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc nó là nước lớn, nó đang khuynh đảo cái khu vực châu Á này thì đương nhiên rồi. Vâng. Thế thì ta phải đứng lên, ta phải có cái sức mạnh của ta. Cái Vâng. sức mạnh này là sức mạnh trong dân tộc, nhưng mà cái sức mạnh dân tộc này thì nó lại mất cái quyền lợi, nó loanh quanh cái câu quyền lợi của một cái nhóm nào đó, của một cái tổ chức nào đó có. Vâng. À, thưa anh, nó có một cái vấn đề mà rất là mâu thuẫn ở đây. Tức là à, nói chứ cái tôi vừa trích dẫn là trên báo Tuổi Trẻ là Nguyễn Chí Vinh có khuyên rằng là coi như là đứng cạnh nước lớn phải thế lọ thế chai, rồi cũng nói như là Nguyễn Phú Trọng bảo rằng là chúng ta không thể đổi láng giềng đi đâu được, chúng ta phải sống thế này thế khác, rồi nói như Nguyễn Sinh Hùng thì rằng là coi Việt Nam và Trung Quốc là hai cái nước về ý thức hệ, rồi Phùng Quang Thanh thì bảo rằng là không biết giáo dục thế nào mà để bây giờ mà cứ nói đến Trung Quốc là ngại và cái tư tưởng là ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc, đại khái là toàn những cái lời lẽ từ những quan chức có cái trách nhiệm nắm cái vận mệnh của đất nước mà nói những cái lời lẽ như vậy. Thì nó nói lên cái thứ nhất là thưa anh, đó là sự hèn yếu, sự hèn nhát. Cái thứ hai là cái tư tưởng chủ đạo của họ là gì? À, là lươn lẹo rồi là đi đánh đu rồi là uốn dẻo với lại Trung Quốc để rồi là lạy lục chịu nhục rồi là chịu những thứ là như vậy. Thì thưa anh, chúng ta thấy một cái điều như thế này, cái đất nước mình mấy nghìn năm lịch sử ở bên cạnh Trung Quốc thì Việt Nam chưa bao giờ là một cái nước lớn cả, bao giờ cũng là một nước nhỏ. Và mấy nghìn năm lịch sử vẫn giữ được cái bờ cõi của mình, vẫn giữ được cái lãnh thổ của Tổ quốc, vẫn là hiên ngang bất khuất bằng những cuộc chiến tranh có nhiều khi là phải núi sông, núi máu rồi là núi biển máu và kể cả xương máu đã đổ ra rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cái lãnh thổ của Tổ quốc cũng là giữ được. Chỉ có hiện nay với cái chính sách gọi là hữu nghị rồi là hợp tác rồi 14 chữ vàng rồi là 16 chữ vàng bốn tốt cũng như là rằng là cùng ý thức hệ thì Việt Nam hiện nay mất cả một quần đảo Hoàng Sa, mất cả một loạt đảo Trường Sa, rồi cũng như rất nhiều nơi trên 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 thực địa chúng ta thấy rất rõ ràng cả hàng chục nghìn. Ta nhìn thấy cái điều đó rất rõ ràng thưa anh. Duy chỉ có một cái điều mà người ta thấy rất là rõ là những cái hành động đó của nhà cầm quyền Việt Nam hình như họ không chú ý đến những cái sự tồn vong của dân tộc, mà nói với anh là họ chỉ quan tâm đến cái ghế ngồi của họ. Nhưng mà thưa anh, nếu như người dân Việt Nam vẫn không hiểu ra cái điều đó mà vẫn cứ hùa theo vào những cái chính sách của nhà cầm quyền rằng là như thế là cần phải mình bây giờ là nước nhỏ rồi bây giờ mình cứ phải là mềm dẻo rồi phải bám chỗ nọ chỗ kia theo cái cách như vậy, thì anh có nghĩ rằng là cái nguy cơ mà dân tộc Việt Nam phải trở thành một cái Ukraine trong tương lai rất là rõ ràng không? Và nếu như Việt Nam bị đặt vào tình trạng bị xâm lược như Ukraine thì anh có nghĩ rằng là
Việt Nam sẽ không có bạn bè, không có những người ủng hộ như hiện nay, như Ukraine hiện nay thôi. Rồi tôi nghĩ rằng là nếu mà Trung Quốc mà đánh Việt Nam ấy, thì đương nhiên là thế giới vẫn ủng hộ Việt Nam. Bởi vì thứ nhất là như chúng ta nói là thứ nhất là gì, một nước có chủ quyền. Cái thứ hai là Trung Quốc đánh Việt Nam thì có nghĩa là Việt Nam đã rời ý thức hệ Trung Quốc rồi. Chúng ta không bao giờ phải lo cái việc đấy cả. Đấy. Thế ra thì cái vấn đề là bản thân những cái người lãnh đạo người ta cứ tự hội hết hoặc những cái câu chuyện như thế thôi. Bởi vì cái dân tộc mà người ta sẵn sàng mà trong cái tiềm thức của người ta đối với Trung Quốc là kẻ thù rồi thì bản thân cái dân tộc này có tồn tại hay không vẫn là ý thức của người dân với lãnh đạo đất nước và lãnh đạo đất nước đối với người dân thôi, chứ không phải là vấn đề là Trung Quốc hay là vấn đề nước nào cả. Cho nên vì tôi có nói khẳng định luôn là nếu mà bây giờ mà Trung Quốc mà đánh Việt Nam thì mừng quá, thế giới người ta ủng hộ mình, bởi vì lúc ấy mình cũng sống Đài Loan thôi. Thế nên cái câu chuyện mà ta không sợ là Trung Quốc đấy, mà ta sợ rằng là gì, chính bản thân trong nội bộ của chúng ta có để cho Trung Quốc ở đấy không. Trung Quốc mà còn nếu mà nói về bây giờ về ý thức của người dân Việt Nam thì tôi nói không phải là ý thức đâu, mà vấn đề ở đây ấy, anh cứ nói thế thôi. Thực ra trên thế giới này đối với những cái nước mà độc tài ấy, thì chưa có cái cuộc cách mạng nào mà chưa có một cái cuộc đổi dậy mà thắng được, bởi vì họ tàn bạo, họ rất tàn bạo. Triều Tiên rồi Cuba, Venezuela, cái nước Nga sụp đổ là cũng là do người đảng viên Đảng Cộng sản Nga, người ta nhận thức, người ta thay đổi thôi, chứ cũng không phải là đế quốc nào hay là vấn đề nào đấy. Chúng ta phải hiểu sâu như thế, cái sự tàn bạo ấy nó làm cho cái người dân người ta bị triệt tiêu cái ý thức đấu tranh, mà triệt tiêu là đúng rồi, nó quá tàn bạo vấn đề đấy. Chứ còn nhận thức thì tôi nghĩ là không phải vấn đề, người ta không nhận thức được. Thế thì vấn đề là thế này, thế anh, chúng ta tại sao quay lại là chúng ta nói chuyện câu chuyện này? Chúng ta ủng hộ Ukraine, chúng ta ủng hộ đấy là biểu hiện là gì, nếu mà Putin mà thất bại thì chủ nghĩa độc tài trên thế giới này thất bại. Ở đây nói câu chuyện ý thức hệ ấy, thì bây giờ nó cũng theo dòng lịch sử và theo thời gian cái sự phát minh rồi, nó không phải là cái ý thức hệ như ngày xưa, nó là vấn đề ý thức hệ rõ ràng là ý thức cộng sản và ý thức hệ tư sản. Người ta bây giờ nó không phải là cái ý thức hệ ấy, nó chuyển biến rồi, nó là cái vấn đề là giữ dân chủ đó, và tự do và những cái chế độ không nhất thiết là cộng sản đó. Nhưng mà đã là độc tài thì là nó là cái câu chuyện muôn thuở giữa cái thiện với cái ác đó. Thế thì ra thì ở đây ta phải khẳng định một điều đó, là cái chuyện mà Việt Nam bây giờ là nước bé cạnh Trung Quốc có đáng lo không? Tôi nghĩ rằng là không đáng lo. Vâng. Mà vấn đề là người ta sẽ cố gắng là đưa cho cái câu chuyện là dĩ hòa vi quý để mà xóa nhòa cái câu chuyện mà người ta cố tình là để người ta vì cái quyền lợi người ta thôi. Vâng. Chứ còn đâu người ta cứ nói cái câu chuyện là ta ở cạnh nước bé nước lớn này, ta phải thế này và thế khác, những thế này thế khác là đấy là cái cách của những người cầm quyền. Chứ còn đâu đối với dân tộc Việt Nam thì tôi nghĩ rằng ta sống với ai cũng động được, cạnh nước nào cũng được. Vâng. Chúng ta thấy thưa anh, chúng ta thấy một cái điều rất rõ ràng rằng là nói chuyện nước lớn nước bé thì rõ ràng là với một cái thế về ý thức hệ và sự thù địch cũng như là cái sự xung đột lẫn nhau về cái ý thức thì rõ ràng chúng ta thấy rất rõ ràng là như thế này. Một cái đất nước rất nhỏ bé mà rất là yếu là như Cuba ở ngay cạnh Hoa Kỳ. Bao nhiêu năm nay nó vẫn cứ vậy, chứ Hoa Kỳ có làm gì nó đâu, cô thể là cấm vận, có thể là nhiều thứ, có nghĩa là tao không chơi với mày thôi. Chứ còn nói chuyện đưa quân xâm lược, họ có làm được điều đấy đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là nói chuyện nước lớn nước bé rồi là phải sống quy lụy, phải sống đó. Có lẽ là cái thái độ mà người Cộng sản muốn tuyên truyền cho người dân để mà họ không có ý thức. Chứ còn tôi nghĩ rằng là vấn đề nói như anh nói rất là đúng là không phải nước lớn hay nước bé. Nhưng mà thưa anh, đó là cái câu chuyện về cái ý thức để mà nó dẫn dắt cả một cái đất nước, cả một cái hệ thống đi đến cái con đường hôm nay. Và còn mấy phút còn lại nữa thì thưa anh theo dõi cái cuộc chiến ở Ukraine những ngày vừa qua. Cái bước tiến của bàn chân của đội quân xâm lược của Putin, rồi cái sự chiến đấu của cái người dân Ukraine. Vậy thì anh có cái tiên liệu gì và anh nghĩ như thế nào về cuộc chiến này và anh dự báo rằng nó sẽ đi đến đâu thưa anh?
thực ra đây phải xác định là Nga là một cường quốc lớn. Thì cái câu chuyện Nga đánh Ukraine là có sự bài tính toán của Putin rất kỹ. Tính toán của Putin rất kỹ là trong một cái thời gian vừa rồi, khi mà Liên bang Xô Viết sụp đổ, chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ, thì các cái nhà chính trị ở phương Tây, ở Mỹ là cũng rất là chủ quan. Thứ nhất là không hiểu rằng là cái tàn dư của cái chủ nghĩa cộng sản nó còn rất là lớn. Và cái thứ hai là cái mưu đồ của Trung Quốc nó rất là lớn. Thành ra thì cuối cùng là đến khi mà Putin và nước Nga lợi dụng được cái đó và làm cái cuộc xâm lăng đối với Ukraine là cũng bị từ cái thời kỳ mà Merkel cũng là cái thời kỳ rất nguy hiểm, làm ăn kinh tế với Trung Quốc, với Nga một cách nó vô tư quá, đấy, không hiểu cái hiểm họa đấy. Thì để đến giờ phút này thì khi mà Putin cảm thấy là cần phải đòi lại, cần phải lấy lại những cái miền đất trong lịch sử, xây dựng lại cái đế chế Nga, là Putin tấn công. Thế nhưng mà Putin lại không hiểu rằng là gì, xã hội loài người ấy, người ta cũng không, nhất là các nước phương Tây khi người ta đã sống trong cái nền dân chủ người ta đã lâu rồi, người ta không bị mất cái đấy đâu. Ông Đài Loan bé tí đấy mà ông bây giờ ông được ký dân chủ ông cũng nhả ra đâu, nhưng không chỉ là phương Tây, cái nền dân chủ người ta hàng trăm năm thôi thì người ta sẽ không, người ta liên kết với nhau. Đấy là cái Putin không nhận định được, mà cũng không nhận định được Ukraine là người ta chống đến như thế. Thì cái cốt của thế này, nhưng mà nó là một nước lớn mà nó khung bạo như thế á, thì phải có cái bài. Tuy nhiên cái bài người ta là người ta sẽ cái nhích dần lên, cái nhích dần lên các cái mức độ quan hệ và cái mức độ trừng phạt, để cho dần dần là để, thứ nhất là để cho cái bản thân là cái người dân ở trong nước Nga ấy, người ta cũng phải thay đổi và người ta cũng có thể là có những cái biến động trong chính trường này. Thế còn đâu nếu mà Putin mà cứ sao lầy như thế này thì đương nhiên kinh tế đi xuống thì không phải là vấn đề là để Mỹ nó nhảy vào, mà khi kinh tế đi xuống thì cái lòng dân của người Ukraine à của người Nga là người ta sẽ có những cái vấn đề của nó. Tôi nghĩ rằng là nó sẽ kết thúc là Putin sẽ sụp đổ. Vâng. Putin sẽ sụp đổ. Còn nước Nga không bao giờ mất cả, nước Nga nước lớn. Vâng, đúng rồi thưa anh. Một dân tộc thì không thể mất đi, có thể là chế độ này chế độ kia, không thể là đánh đồng cái chuyện là có những yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, hoặc là yêu nước là yêu đảng, hoặc là chính phủ chống đảng, chống chính phủ là chống lại dân tộc. Thì cái quan niệm đấy nó xưa rồi, mặc dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng. Thế nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ một cái điều rằng là với cái ý chí quật cường của cái người dân Ukraine hiện nay, cũng như là với cái tinh thần mà người dân Ukraine đã thể hiện trong mười mấy ngày nửa tháng vừa qua trong cái cuộc chiến chống xâm lăng, thì tôi đang nghĩ rằng là một cái tương lai không sáng sủa cho Putin, không dễ ăn cuộc xâm lược này, và kể cả trường hợp có chiếm được toàn bộ cái lãnh thổ của Ukraine và có đè bẹp được cái ông Tổng thống Zelensky cũng như là cái bộ nội các ông hiện nay, thì người dân Ukraine vẫn sẽ để cho Putin vào một cái vũng lầy mà rất khó mà có thể rút ra được và dẫn đến sụp đổ. Tôi cũng suy nghĩ như vậy. Và rất cảm ơn anh Trần Minh Quốc đã giữ cái buổi thăm hội luận với chúng tôi. Và trước khi chào nhau thì chúng ta sẽ mời anh gửi lời chào quý vị khán thính giả thưa anh. Vâng, đầu tiên là chào các quý khán giả. Và chào anh Vinh, chúc mọi người mạnh khỏe. Và có những cái đàm luận để cho chúng ta có thể hiểu thêm về cái tình hình của thế giới cũng như là ở Việt Nam này, để cho chúng ta là có những cái mà để cho đất nước chúng ta càng ngày càng thay đổi. Vâng, rất là cảm ơn anh và cảm ơn quý vị khán thính giả đã chú ý chương trình chúng tôi, và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.